Hồi đó ông cũng đi đâm ếch á, mà ông đâm ếch bự, gặp ếch bự bắt, ông đâm đem về, mà vô cuộc đâm rồi thì về bỏ vô trong cái xuồng thì không có tha, không có phải, không phải con ếch. Rồi mà khi vợ ông đang có chữa nữa, rồi có bả có bầu, có bả đẻ ra, đẻ gan vậy đó. Nhìn tay chân có khúc đó anh thấy đó là anh sợ này, không biết sau này mình không biết có cái gì xong, rồi sao lại con của anh nó bị gãy tay. Là anh thấy cái nghiệp đó là anh, ý là anh bỏ nghề trước rồi đó, anh sợ mà anh bỏ trước rồi đó mà không khỏi thì thấy ếch bự nữa, mà anh không có thể đâm. Anh nghĩ là mình đi cái nghề này mình biết trong cái nghề gặp đó ếch bự giống như gọi là ếch bà gì đó, là bỏ nghề. Anh thấy vậy anh bỏ nghề, anh không có đâm, quay đầu cúng lại ăn chay cúng lại này nọ luôn. Dạ dạ, chứ đó anh chưa biết ăn tương một ngày nữa, mà bây giờ ăn tương niệm Phật rồi cúng lại đầy đủ, cúng lại luôn, rồi khi bỏ thuốc bỏ đồ luôn. Ồ, bỏ hết trơn luôn. Dạ. Mến chào cô bác anh chị em, thì trước mặt của Cao Hớn đây là chị Kiều. Là vợ của một người đàn ông mà ngày xưa từng làm một cái nghề sát sanh rất là gùng gợn luôn quý bà con cô bác. Thì có rất là nhiều điều huyền bí, giấc mộng có nè, hiện thực có nè, thì xảy ra rất là nhiều điều nó kỳ lạ khiến cho chồng của chị Kiều là phải quay đầu giác ngộ để thay đổi một cuộc sống nó tốt đẹp đến hiện tại bây giờ. Thì cái câu chuyện này nó như thế nào thì em có thể là nhờ chị Kiều có thể là nói về cái nghiệp sát sanh của chồng của chị ngày xưa, rồi khi gặp như thế nào mà để ảnh chuyển nghiệp, chuyển hướng lại mà để tốt đẹp đến thời điểm này á chị. Dạ, em mời chị. Dạ. Ảnh này lúc chưa gặp ảnh thì ảnh làm hồi con trai tới giờ, cái nghề của ảnh đi sôi ếch, bắt rắn, bắt đồ thì ảnh cũng giỏi lắm, cũng lo cho gia đình. Rồi khi có vợ, có con thì ảnh cũng làm, cũng còn làm. Mà anh thấy tạo cái nghiệp đó tội quá, lỗi quá, thành ra anh cũng có nguyện giấy á, ân trên để xây chuyển cho ảnh, đừng mà ảnh để đi làm câu chuyện khác, đừng mà hơn thiện hơn. Rồi ảnh ngủ, ảnh nằm mơ, ảnh thấy giấc mộng của ảnh trên bao, ảnh thấy ảnh kỳ lạ quá, thành ra giấc ngủ của ảnh không có được thấy kỳ lạ quá. Ảnh nói thôi vậy, như ta báo mộng không cho ảnh làm nghề đó nữa, thành ra ảnh thấy vậy ảnh giải nghề, ảnh không có đi làm nữa. Rồi ảnh mới đi đổi hướng, ảnh đi làm. Rồi ảnh thấy nhiều khi đi bắt ếch, bắt đồ, thấy đôi mà ếch nó nằm chung với nhau, như quằn, như thấy gan gia đình vậy đó. Rồi ảnh thấy vậy, nó thôi ảnh giải nghề, ảnh không có đi làm cái nghề đó nữa, ảnh không có nghề sát sanh nữa, giờ ảnh đi quay đầu lại, ảnh lo làm ăn chuyện khác. Rồi ảnh cũng ăn chay cúng lại, chứ hồi đó ảnh chưa có biết ăn tương ngày nào nữa, chưa biết cúng lại luôn nữa. Bây giờ anh nhờ anh đi cái ngủ, anh thấy vậy rồi anh ngủ, anh thấy mơ, anh thấy tay chân con của anh, cái anh nào anh gờ, anh bẻ, anh làm như là ếch rồi anh thấy vậy. Giật mình rồi anh thức dậy, anh thấy giấc mộng anh gì không được. Thành ra anh cũng cầu trên nguyện của anh được mà để xây chuyển cho anh vậy đó. Rồi thành ra anh bỏ giải nghiệp đó, anh không có làm nữa. Rồi anh cũng ăn tương, cúng lại đồ cũng dữ lắm. Dạ. Dạ. Anh đi làm rồi hả chị? Dạ, anh đi làm tới chiều tối anh mới về anh. Dạ. Hồi nãy thì Cao Hớn mình có điện cho ảnh để nhờ ảnh chia sẻ cái câu chuyện của ảnh á. Thì ảnh nói thôi để kêu bà xã kể đi, ảnh ngại lên mặt để kể lại nha quý bà con cô bác. Ảnh ngại lắm. Dạ, chị cho em hỏi là ảnh làm cái nghề mà sát sanh như bắt cá rồi bắt ếch cái đồ đủ thứ đó. Thì nghề này lâu năm chưa chị? Dạ lâu rồi, ảnh còn con trai lận. Rồi khi về thời gian rồi cái gặp cũng như về, ảnh cứ gọi về với vợ chồng ảnh cũng còn làm, như có con cái nữa ảnh cũng làm, cũng còn làm. Rồi khi anh thấy như vậy rồi thấy hoàn cảnh của vợ chồng là nghèo khổ, anh đi làm kiếm ra đừng mà thấy cái nghề đó sắc xanh quá, rồi anh ngủ anh thấy cái nghiệp đó quá đi, thành ra anh muốn gian giấy cầu ở trên vậy đó, xây chuyển cho anh đừng mà cho anh bỏ giải nghề đó, đừng anh đi quay đầu lại làm ăn chuyện khác để nuôi sống cuộc giờ sự sống vợ con. Dạ. Rồi anh ngủ anh thấy nhiều lần có giấc mộng của anh ngủ thấy kỳ lạ quá, anh dạ, thấy anh chị, sợ. Chị có thể là kể rõ cái những cái giấc mộng của anh gặp như thế nào không chị? Lúc đầu thì anh nói anh đi gặp cái ngang một cái con cống đó, là anh thấy cái ông cống đó là có con lớn to lắm, anh sợ, anh nói nhìn nó là khiếp sợ, không kiển nổi luôn, không diễn tả nổi là cái con gì nữa. Anh sợ là trong cái giấc ngủ anh thấy vậy.
Rồi sau lại anh ngủ, anh thấy là ngủ gần với con cái anh cũng tay chân vậy đó, cái ông gờ ông bẻ vậy đó mà. Rồi sau lại anh thấy sợ quá, anh giải nghệ, anh xíu mới gian giá trên cho anh được mà bỏ cái nghề đi, đừng mà anh không còn làm nghề đó nữa, đừng anh quay đầu. Rồi anh cũng bây giờ cũng lại cũng đồ ăn tương ăn lạc đồ cũng dạ. Bỏ rượu bỏ đồ. Cái giấc mơ mà anh thấy anh bẻ tay chân con mình đó, dạ. Là cái giấc mơ đó là như thế nào chị? Là ổng gặp là ở ngoài đồng hay là ngủ mà mình bẻ con của mình thật, hay là bẻ con ếch rồi nó ra con của mình? Như anh ngủ anh thấy bẻ con ếch, nhưng mà trong cái giấc ngủ anh thấy như vậy, nhưng mà không ngờ anh ngủ gần cái con á. Và tay chân của anh gờ lại qua tay chân của con mình, rồi anh ra giờ anh mới thấy gì, anh quảng hồn. Rồi thôi anh xin gian giái cũng ân trên để cho anh xây chuyển cho anh bỏ được cái nghề đó đi, nghề sắc xanh anh thấy cái nghiệp quá đi. Anh làm khoảng bao nhiêu năm mà chị, từ lúc mà cái ngày mà anh thấy những giấc mơ đó anh bỏ nghề á, là từ trẻ tới giờ? Anh về tới giờ là anh thấy giấc mơ đó tới giờ cũng khoảng cũng mấy năm rồi anh. Mấy năm rồi, từ đó trở về lúc trẻ là mấy chục năm luôn hả? Mấy chục năm rồi, lúc anh còn chưa gặp em là anh có làm nghề này rồi. Rồi khi về với anh tới giờ là cũng lâu rồi, con hôm nay nó cũng lớn rồi. Rồi anh ra là lúc đó anh thấy tới giờ rồi, thì anh giải nghệ cũng lâu lắm rồi, cũng mấy năm nay rồi. Anh không có mặn nghề đó nữa. Anh thấy giấc ngủ của anh thấy sợ quá, anh hấp vía quá, anh không có diễn tả được. Thành ra anh nói như vậy, anh không có đi bắt đi làm gì nữa chuyện đó. Những cái ngày tháng mà anh gặp những cái giấc mơ mà gùng gợn đó, dạ. Anh gặp nhiều lần không chị, mấy đêm mấy ngày gì không? Thì cũng khoảng cách mấy ngày cũng có, nhiều khi khoảng nó mau cũng có. Nhiều khi anh ngủ mà trong giấc ngủ anh á, rồi nghe anh kể vậy thôi, rồi nhiều khi anh cũng nằm mơ rồi anh thấy cũng mớ. Mình thấy anh giấc ngủ của anh thấy kỳ lạ thôi. Có khi chị có nghe những cái tiếng nói của anh mớ, anh nói gì liên quan đến những cái giấc mơ đó không? Thì nhiều khi ông nói xàm xàm mình cũng nghe trong giấc ngủ, mình thấy giật mình vậy thôi. Với ảnh giấc ngủ của ảnh rồi anh thấy bẻ đồ ếch, bẻ tay chân ếch rồi anh thấy sợ. Rồi bây giờ cũng quay ngang con của ảnh, anh thấy gì anh sợ. Thấy tay chân con của ảnh nó bị cái tay gãy gì đó, anh sợ. Cũng có gãy tay. Dạ, nó gãy tay. Là vẫn trùng khớp với những cái giấc mơ mà bẻ tay chân của ếch. Dạ. Cái anh liên tưởng đến là tay của con mình là bị quả báo hả? Dạ. Bởi vì anh gặp trước rồi, anh thấy rồi, anh ra anh sợ rồi, anh ra hồi vậy mà cũng không khỏi. Cái anh thấy cái nghiệp đó, anh ra vậy mà anh không khỏi, anh tránh không khỏi. Rốt cuộc cũng trước sau thì anh cũng thấy cũng bị rồi, thôi anh giải nghệ luôn, anh không còn quay lại anh làm nữa. À, chị nói hồi nãy giờ em mới liên tưởng thấy. Tức là anh gặp những cái giấc mơ mà anh bẻ mấy cái tay chân đó giống hệt là tay chân con mình đi. Thì qua một thời gian sau là tự nhiên con mình bị gãy tay. Là anh liên tưởng tới anh bỏ nghề mà bỏ không kịp ha. Dạ. Là con vẫn bị gãy tay vậy. Dạ. Lúc đó cháu sao bị gãy tay hả chị? Nó đi tụ tập, đi chơi, đi học á. Rồi nó bị xô qua chen lại, lấn qua lấn lại, rồi nó bị gãy tay, té xuống gãy tay. Chứ thành ra là nó không có bị chạy xe cộ chứ. Dạ. Do đó là anh liên tưởng đến cái giấc mơ của anh là bị con cái bị gãy tay. Dạ. Anh nói cái nghiệp của ảnh là giờ con nó hưởng vậy. Rồi lúc ảnh đi làm nghề bắt cá với bắt mấy xác xanh đó là tiền cao không chị? Thì cũng có lúc cũng bằng cũng chúng thì vô vụ thì cũng nhiều tiền, nhiều rồi cũng rồi à. Cũng cuộc sống cũng thấy cũng hết chứ không có dư giả gì. Rồi anh thấy vậy thôi, anh cũng tâm nguyện của anh đánh giá trên của quyền ông bà trên này nọ cũng xây chuyển cho anh để mà anh bỏ nghề được, để mà anh đi làm cái chuyện anh không bằng cái chuyện đó nữa, sát nghiệp sát sanh nữa. Anh thấy cái tội lỗi quá. Dạ. Dạ. Rồi nãy chị có nói là lúc anh đi mà đâm ếch đâm bắt cái đồ là thấy những cái cặp ếch với gia đình là anh sợ. Dạ. Anh thấy như là khi vỡ chĩa lên mà thấy cặp ếch mà nó nằm với nhau, anh nghĩ như cùng cái gia đình vậy. Rồi anh ra anh cũng thấy gì, anh nói cái nghiệp, anh sợ. Anh từ đó về sau là anh không có mặn nữa, không có đi làm nghề đó nữa. Yeah. Dạ. Vậy là ảnh mà ăn chay niệm Phật quay đầu lại là tới thời điểm này là mấy năm chị, chính xác không? Thì cũng hơi lâu thôi chứ em cũng không có để, không có nhớ.
mà lúc đó lâu thôi. Trước đó là ảnh sát sanh là ảnh không biết cúng lại, không biết thờ, không biết gì luôn hả? Dạ, ảnh không biết cúng, không biết ăn tương lạc trơn á, mà khi ngày mà ảnh bỏ nghề rồi là ảnh biết cái nghiệp sát sanh đó là tội lỗi quá rồi, giờ ảnh giấy nguyện của ảnh rồi thành ra bây giờ ảnh đi làm được cuộc sống lo cho gia đình cho vợ con rồi thành ra ảnh không có mần đó nữa chứ đó, rồi ảnh cũng biết quay đầu cúng lại ăn chay cúng lại này nọ luôn. Dạ. Dạ. Chứ đó ảnh chưa biết ăn tương một ngày nữa. Mà bây giờ ăn tương niệm Phật rồi cúng lại đầy đủ. Cúng lại luôn, rồi khi bỏ thuốc bỏ đồ luôn. Ồ, bỏ hết trơn luôn. Dạ. Anh chỉ lo giờ lo cho gia đình cho con cho vợ. Chứ anh cũng có hiếu lắm, cũng lo cho mẹ rồi bên vợ con cái rồi cũng chu toàn. Tính ra là cũng may mắn á, được được ảnh chuyển nghiệp sớm á. Dạ. Còn nếu không thì lúc đó thì mình bắt cá bắt mắm thì cũng có cái ăn, nhưng mà nó có khá giả, nó dư giả hay là con người mình nó thiếu thốn gì không chị? Thì em thấy cũng bình bồng hoài, như có lúc mà có khá lên có tiền nhiều á thì nó gọng gãi lúc đó thôi, còn rồi thôi cũng rồi à. Buông ra cũng không còn các bạc nào. Dạ, cũng không còn tiền. Thì em thấy cái nghiệp anh nói khô, như thí dụ anh nói là khô dầm, khô cắn dầm là hết tiền. Dạ. Ngày nào có dầm ướt là như anh đi sâu anh bơi sâu đó thì có tiền. Anh thấy cái nghiệp đó cũng không có mần khá giả gì nữa, rồi anh nói thôi cái nghiệp đó nặng quá. Thành ra anh cũng tâm ước nguyện của anh, cũng em cũng đốc xúi anh vậy đó. Thời gian giái được mà ơn trên đi, đừng mà xây chuyển cho anh bỏ được cái nghề. Cái nghề đó thấy tội lỗi quá. Rồi lúc đó làm sao mà anh bỏ nghề ngang được một cái một á chị? Dạ. Xây chuyển cơ duyên như thế nào mà anh chuyển nghề được luôn á? Anh thấy như vậy đó, giấc mộng anh ngủ thấy làm bậy quá vậy đó. Rồi anh ra giấc ngủ của anh như anh sợ. Ảnh bỏ ngang rồi ảnh giái vậy thôi, tự anh rồi xây chuyển cho ảnh thôi. Là kiếm việc mới làm khác. Dạ. Bỏ cái nghề sát sanh với đồ nghề luôn. Dạ, không có mặn cái gì tới ba đó nữa. Rồi đồ nghề đó mình ảnh cho hay là ảnh bán hay ảnh phá hủy chị? Thì cái nào ảnh dụng bán được thì ảnh bán, còn không được thì ảnh cho người khác, cho người ta làm, người ta làm. Nhiều khi ảnh cũng bẻ chỉ ảnh liền, ảnh không có cho ai nữa. À, phá luôn. À, không cho ông giải nghề là ông bỏ luôn. Rồi anh chuyển sang ngày nghề đến giờ rồi anh làm công việc gì chị đỡ không? Giờ anh cũng đi dắt cát đá, rồi nhiều khi anh cũng có cái chứng bệnh, giờ cái bệnh xỉn anh lên nổi lên, lâu lâu nổi lên là anh mệt lắm. Dạ. Yeah. Thấy anh cũng mệt, thấy cũng tội nghiệp, nhiều khi không biết làm sao được cho chồng mình. Hồi đó nhà của chị là như lúc là ảnh còn đi là nghề bắt cá sát sanh đó. Dạ. Thì những cái bàn thờ cũng như trong nhà mình có được thờ như thế này không? Dạ, cái này bàn thờ đó giờ của nhà cha mẹ. À. Dạ, còn em gia đình em vợ chồng rồi đó giờ thì nó ngay chưa có nhà cửa hết trơn. Chưa có nhà em, cửa luôn. Dạ, em cũng ở đậu nhà cha mẹ tá túc rồi đó giờ luôn. Rồi khi cha mẹ mất thì giờ cha mẹ để lại cho mình cũng thờ, với anh cũng biết cúng lại đồ nọ, anh cũng bằng áo lam đồ cúng giờ dắt. Dạ. Sáng chiều đồ hả chị? Dạ, anh cũng. Wow. Không, nếu biết quay đầu sớm như vậy thì quá trời tốt đẹp ơi. Dạ. Chứ mình đợi bên đến đi tuổi già mình nhận biết ra rồi mình mới bỏ cái nghiệp sát sanh cái đồ thì nó quá muộn. Dạ. Thì cũng nhờ ảnh thấy cũng như bắt bảo cho ảnh được ơn trên, bắt bảo cho ảnh được biết câu chuyện như vậy là niềm không có tốt. Thành ra ảnh xin gian giái nguyện ơn trên để cho ảnh được quay đầu, đừng mà bỏ cái nghề đó đi, đừng mà ảnh đi la lại trở quay đầu lại, đừng ảnh lo làm ăn chuyện khác. Rồi với ảnh biết cúng lại, ăn tương, ăn lạc đồ được vậy đó. Rồi ảnh bỏ thuốc đồ, không còn ăn nhậu như nữa. À, tính ra ảnh hay á. Dạ. Tại vì một người mà đã ghiền thuốc hoặc là ghiền rượu đi. Dạ. Ghiền ăn mặn rồi mà bỏ ngang một cái một vậy là rất là hay luôn á. Dạ. Là ơn trên cũng xây chuyển dữ lắm á. Dạ, cũng cái tâm linh ông bà ơn trên cũng linh thiêng, cũng giúp cho ảnh được mà giải thoát cái nghề đó. Anh sắc xanh quá, những cái nghiệp quá nặng. Dạ. Tại vì anh bắt ếch rồi thì đủ thứ hết, bắt chim cò hay là gắn gít đồ vậy đó, chuột bận rồi đó, anh là rất nghề đi soi mà cái gì anh cũng bắt hết trơn, bắt hết cá đó. Mắm thì anh cũng cá rồi anh cũng bắt cũng luôn vậy đó. Rồi sau cái ngày mà anh từ bỏ hết mấy cái đó đó. Dạ. Sau đó một hai ngày chị cảm giác của chị và anh lúc đó như thế nào khi mà mình không còn cái nghề bắt cá, ăn cá nhiều hay là cái này cái kia nữa, thì con người của chị và ảnh, gia đình của mình
có vui vẻ phấn chấn lên hay không, hay là nó buồn, nó thiếu cái con cá ăn gì không chị? Dạ không, như anh giải nghệ được thì anh cái nghiệp ảnh thì có đó mừng cho ảnh nữa, rồi lại mình cũng mừng lây cho chồng mình được quay đầu vào ăn chay niệm Phật cúng lại này nọ, cũng biết này nọ, cũng ước nguyện của mình cũng như vậy để làm chuyện khác, đừng có sắp sanh nữa, cũng tội nghiệp cho ảnh. Dạ. Về nuôi vợ nuôi con này nọ. Vậy thì cái lúc đó đó thì sau khi mà ảnh chuyển rồi đó, rồi lúc đó là ảnh có cái nghề nghiệp hay là ảnh kiếm cái công việc làm ăn khác có tiền không, hay là cái bước đầu tiên nó chưa có nghề nghiệp và nó khó khăn? Ảnh thì đi anh ba đi con ảnh nhảy đi hỏi đi làm, đầu tiên ảnh đi ấy gánh chấu rồi sau cái nhảy đi dắt cắt đá, như ảnh làm nghề mướn thì ai mặn gì thì kêu ảnh mặn là ảnh mặn à, nhưng mà ảnh không có còn sắc xanh nữa thôi. Ảnh giải cái nghề, cái nghiệp của ảnh không còn cái nghiệp đó nữa. Ảnh nói nghiệp đó tội lỗi quá. Yeah. Bây giờ ảnh còn phải biết cái thương những loại động vật, ảnh thương lắm. Thương lại nữa. Thương lắm. Ảnh thương, ảnh thấy những nhiều lúc ảnh cũng phải thả cá. Nhiều khi người ta cho ảnh cái con cá gì đó, hay là nhầm ta mua nhầm cái con cá mà mấy người làm chung á. Ta mua nhầm con cá mà nó sống á. Ảnh thấy, ảnh cũng thả nữa. Ảnh nói dốc là ảnh vuột tay, nhưng mà ảnh cố tình ảnh thả. Hôm đó ảnh đi làm về ảnh cũng kể cho mình nghe cũng do vậy. Chứ dạ. Mình không có thấy. Chị thấy cái việc làm của chồng mình gì mà mình vui lây không? Dạ mừng. rồi trong một tháng vậy là anh chị ăn chay, ăn lạc xuyên suốt hay là mình ăn theo ngày gầm hay là cuối tháng hả chị? Dạ, ăn cũng một giờ, ấy một tăng một là cũng mấy tháng trời cũng có. Rồi cái thời gian cái ảnh đi làm cắt đá vác nặng nề quá, ảnh thấy ảnh cũng có cái bệnh ảnh là nó bị xỉn á, rồi ăn có thiếu hụt quá, rồi ảnh không có sức khỏe, ảnh có đi làm được cái nghề cắt đá nó nặng nề, thành ra ảnh mới ngã qua ảnh ăn mặn. Rồi như tới ngày ăn tương ảnh cũng ăn, còn ảnh cũng cúng lại. Cái mặn chay cũng được, miễn mà mình giảm bớt cái sát sanh. Yeah. Cái thứ hai nữa mình biết cúng lại niệm Phật thì thành tâm vậy là cũng tốt rồi. Dạ. Ảnh xây chuyển được như vậy là tốt hơn so với nhiều người khác rồi chị. Dạ. Cũng mừng. Thường thường em cũng nghe người câu nói là làm nghiệp nào thì chả gây nghiệp nấy. Thành ra em cũng lo sợ. Rồi ông xã em thì ông cũng nghĩ như vậy, ông nói thôi kệ. Ê, mình nghèo khổ gán mặn chứ bây giờ sao giờ. Nhưng mà lúc ảnh chưa gặp á là chưa gặp em á là ảnh có làm qua cái nghề này rồi, cũng lâu rồi. Rồi khi mà về với ảnh nữa, ảnh về với ảnh rồi cứ hỏi về rồi xong xuôi là ảnh mới có tà có con có cái có con ra, rồi ảnh cũng còn làm. Rồi khi mà ảnh ngủ, ảnh thấy giấc ngủ của ảnh thấy nhiều lần, cũng như là người ta bắt bảo cho ảnh cái chuyện đó là ảnh làm nhiều lần chứ lắm rồi. Dạ nhiều lần rồi. Dạ. Một lúc á thì ảnh thấy ảnh cảm giác ảnh bơi xuồng ngang cái cống đó, ảnh thấy cái con mà hấp dí, anh không có diễn tả nổi, anh sợ đến nỗi mà trong giấc ngủ anh mớ luôn, anh la làng luôn. Rồi cũng nhiều lần, rồi anh cũng nghĩ nó không biết cái niềm đó niềm gì, anh cũng lo sợ. Rồi nói thôi cũng mình nghèo gắng đeo chứ giờ mà sao. Rồi anh cũng sợ, rồi khi anh bẻ giò ếch đồ đó, rồi anh cũng thấy anh cũng tay ếch giò ếch, anh cũng sợ, rồi anh bẻ rồi khi anh sợ thì không biết sau này mình không biết có cái gì xong. Rồi sao lại con của ảnh nó bị gãy tay. Là ảnh thấy cái nghiệp đó là ảnh ý là ảnh bỏ nghề trước rồi đó. Ảnh sợ mà ảnh bỏ trước rồi đó. Mà không khỏi. Là cái con của ảnh nó bị luôn tới. Xui rủi gãy tay ha. Dạ. À vậy là giống như lúc trước tới cái thời điểm mà ảnh chuyển nghiệp thì chưa có thấy chuyện gì xảy ra. Dạ. Chỉ có chuyện là nằm mơ với thấy cháu đó bị gãy tay thôi. Trong giấc ngủ anh thấy như vậy là như cái niềm ta đem tới cho anh đó, là anh nghĩ như vậy, rồi anh ra anh mới dụng nguyện giấy ơn trên đó để mà xây chuyển cho anh bỏ cái nghiệp này độ cho anh bằng cái chuyện khác, để anh bằng được vậy đó, rồi để nuôi vợ con gia đình này nọ vậy đó. Bằng cái này cũng không có dư nổi, anh nói mình bằng nếu mà khô trẻ thì hết tiền, còn làm thì còn tiền, mà khô trẻ hết tiền không có dư giả gì mà xây cái nghiệp quá lớn. Thành ra ước nguyện của ảnh hồi đó giờ ảnh cũng chưa có ăn tương ăn trang lạc ngày nào nữa, mà ảnh cũng chưa có biết cúng lại luôn. Nhưng mà từ ngày mà ảnh vận nguyện ảnh giái cũng vợ con, rồi em cũng có kêu ảnh vậy đó, thì cũng góp ý vô với ông xã, nó thôi giờ anh vận nguyện đi giái
cho để mà xây chuyển có mặn chuyện khác, anh bỏ nghề đi. Rồi anh ra anh mới thấy diễn nghệ, nói nghiệp này lớn lắm. Rồi tại vì anh biết mà ha. Dạ. Còn trẻ của ảnh là ảnh có nói chị là lúc đó ảnh bao nhiêu tuổi mà đi làm cái nghề, cái nghiệp sát sanh này. Ảnh nói hồi còn nhỏ là ảnh đi với ba ảnh rồi. Hồi nhỏ là đã đi rồi. Dạ ảnh đi rồi, gần ra lớn rồi. Tới bây giờ ảnh khi mà ảnh gặp em là ảnh 24 tuổi đó. Là cũng nhiều rồi, cũng lâu rồi. Rồi khi về với em nữa là con em nó được cũng khoảng cũng mười mấy tuổi rồi. Con em nó mười mấy tuổi rồi đó. Là lâu lắm mà dạ. Anh làm tính ra cũng mấy chục năm mà ba chục năm mà dạ, cũng lâu lắm anh. Nhưng mà em chỉ nghĩ vậy thôi chứ em cũng không có, cũng thấy lâu thôi chứ em cũng không có nhớ hết. Tại vì lúc anh còn con trai rồi, khi về với mình là con mình mười mấy tuổi rồi đó, là anh mới có thấy giấc ngủ anh nhiều lần quá, anh thấy hấp vía quá anh sợ, rồi anh ra anh không có đi làm cái nghề đó nữa. Cái bữa mà ảnh thấy cái đợt cuối cùng nhất á, rồi ảnh nguyện với ơn trên đó, của quyền đó. Dạ. Yeah. Thì cái ngày ảnh nguyện đó tới cái ngày mà ảnh xây chuyển được, bỏ được cái nghề đó luôn là nó mấy ngày là làm được chi? Em cũng khoảng đoán vậy thôi chứ em cũng không nhớ hết. Tại vì cũng hơi lâu rồi. Cũng khoảng mấy tháng, năm gì đó. Nguyện mấy tháng rồi mới bỏ được hả? Ảnh... Dạ. Anh giái cũng lâu lắm rồi anh mới bỏ. Anh bỏ rồi không khoảng bao lâu là con anh bị gãy tay. Là anh bỏ được rồi đó nghe. Anh bỏ được rồi đó. Anh bỏ được rồi anh cũng biết cúng lại ăn chay rồi nọ. Anh thấy ngủ, cái giấc ngủ của anh thấy khớp díu quá anh sợ. Chị có tin hai chữ nhân quả không? Dạ, em cũng tin chứ. Em còn là người mình tin. Mình sống là mình tin hai chữ nhân quả thì mình mới làm tốt được. Dạ. Tại lúc đó mình nghèo mình khổ thì mình không có nghĩ đến hai chữ nhân quả phải không chị? Dạ. Lúc trẻ em cũng vậy nè, ai dạ. cũng vậy. Dạ. Lúc còn trẻ với lúc cái cuộc sống mình đang sống á, thì hai cái chữ nhân quả ít ai nghĩ đến đó. Dạ. Chỉ ở biết là làm vui chơi, ham chơi, làm dạ. kiếm tiền là trên hết. Dạ. Mà khi mà đến một cái tuổi nào chuẩn mực khoảng tầm 40, 40 mấy là em thấy bắt đầu có độ chuẩn lại đã có suy nghĩ. Dạ. Có người thì suy nghĩ giác ngộ sớm, có người thì tới 50-60 tuổi mới giác ngộ. Dạ. Còn ai không giác ngộ nữa thì cái nghiệp cái quả dạ. gánh là chả sao. Dạ. Lúc mà ông chồng em mà ông quay đầu mà ông ăn tương cúng lại em rất là mừng lắm, mừng nó nổi không không kể xiết. Em mừng biết chồng con mình mà không có ngày ăn tương, mà bây giờ từ cái ngày mà anh bỏ cái nghề đó sát sanh đó, không có còn cái nghiệp nữa đó, là cũng vì về gia đình rồi đó, ở gì với cha mẹ. Rồi một điều sao lại có vợ có con thì anh lo một lẻ nữa. Rồi anh ra thấy anh cũng tội nghiệp, anh cũng là vì lo gia đình mà anh bất chấp cái tội lỗi. Mà khi anh có suy nghĩ quay đầu và thấy vậy, vợ con mình cũng thấy cũng tán thương, thôi kệ, cũng góp ý với chồng con để mà lời gian trái thì em cũng cúng lại thường hồi đó giờ lắm. Yeah. Rồi anh ra em mới thấy nguyện cũng gian giái, còn xin cho chồng mình, với kêu chồng mình cũng góp ý với chồng mình để lời gian giái anh cầu xin á. Rồi anh cũng khe chuyển cho con được cái giải thoát cái nghiệp đó, để mà con quay đầu con biết ăn chay cúng lại mà cũng thành công. Ơn trên cũng cho anh được theo ước cái anh xin gian giái gì đó. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thì cuộc sống gia đình của mình cũng tạm ổn về sức khỏe, tạm ổn về cuộc sống, đủ ăn hả chị? Dạ. Yeah. Nếu mà chị biết suy nghĩ vậy mà cái nhân cái quả mà của chị giống như của ảnh là bỏ để chuyển nghiệp đó. Dạ. Thì cái tham sân si chắc mình cũng giảm bớt luôn ha. Tại mình đã từ bỏ rồi. Dạ. Mình cũng thường cúng lại niệm Phật, cũng ơn trên cũng xây chuyển cho mình, cũng không đến nỗi mình khổ. Cũng dạ. giải thoát cho mình đi. Thì niệm thứ nhất là em niệm Phật. Để Phật độ cho mình, lúc nào Phật cũng đem vào tâm. Phật cũng che chở ủng hộ cho gia đình mình được vợ chồng con cái cũng được nhiều mạnh khỏe. Dạ, được tai qua nạn khỏi, cho gia đình được yên ổn hạnh phúc. Thì cái chuyện còn cái giàu có làm ăn phát đạt thì từ từ thì con trên cũng phát triển cho mình thôi, không đến nỗi cho mình khổ. Miễn có sức khỏe là trên hết à. Dạ. Là được rồi. Dạ. Dạ, câu chuyện của chị thì nghe cũng ngắn gọn nhưng mà thật dạ. ra cũng đầy cũng đầy cái ý nghĩa. Dạ. Tại vì cái nghiệp sát sanh, cái quả không phải ai cũng làm được. Cái yeah. nghề đó là cái nghề để mình sinh sống nữa. Yeah. Nhưng mà may mắn là ơn trên đã chuyển được cho chồng của chị, là chuyển được yeah. sớm, giác ngộ sớm thì nó sẽ khỏe sớm. Yeah.
Rồi ảnh nói nhiều khi ảnh bơi cái xuồng ngang cái con kinh cái cống đó đó, là thường thường đó là bắt ếch cũng có lắm, mà nhiều lắm đó. Mà ảnh thấy sao nhiều lần, mà ảnh thấy nhiều lần nữa, ảnh thấy hớp dưới ảnh nó không tiễn dạ nổi luôn á, tiễn tả nổi là cái đó là cái gì luôn, ảnh sợ á. Rồi anh ra trong giấc ngủ anh thấy cũng có, mà nhiều khi anh bơi xuồng anh thấy bên ngoài cũng có nữa. Thấy ở ngoài luôn? Thấy ở ngoài luôn. Ở ngoài như là hiện tượng là anh gọi, ếch bự hay gì? Anh gáy, anh thấy anh quay vô anh thấy gì thôi, là anh thấy anh nghĩ là mình bị rồi đó. Thành ra là anh không có thể nào cái trong cái nghề của anh làm á, là anh thấy anh biết thôi. Rồi anh ra anh về anh kể gì đó cho mình nghe, hấp vía gì đó, rồi nó nhiều khi thấy ếch bự nữa, mà anh không có thể đâm. Anh nghĩ là mình đi cái nghề này mình biết trong cái nghề. Gặp đó ếch bự giống như gọi là ếch bà gì đó, bà đó. Là bỏ nghề. Bỏ, anh thấy gì anh bỏ nghề, anh không có đâm. Anh có diễn tả cho chị lúc đó là gặp giống như là ếch bà đó, là con bự cỡ ba lớn không chị? Anh nói con ếch bà bự vậy thôi, ông nói bự lắm. Nhưng không phải là thường thường như mà con ếch anh bắt. Là gặp thật ở ngoài luôn ha. Anh thấy ở ngoài á. Anh thấy nhiều lần, nhưng anh biết nhưng mà anh không có làm. Yeah. Anh cũng như là anh nghĩ anh thấy là anh bỏ đi thôi, anh nuốt đi thôi. Rồi cũng như anh tránh xuồng đi nuốt đi đó. Rồi khi mà anh thấy cái ngang cái miệng cống đó, là anh thấy là cái con nó hấp dưới anh ấy. Con gì không gặp con gì là anh sợ luôn á. Anh không diễn tả nổi luôn. Rồi anh ra rồi anh sợ quá, anh nói không biết cái đó là cái nghiệp của mình ha, cho báo niềm cho mình để mình giải thoát cái đó không. Vừa báo mộng cho ảnh trong giấc chim bao, mà vừa lại ảnh đi bắt ếch bắt cái này kia ở ngoài đồng, là cho thấy thật sự bên ngoài luôn. Cái đó là hiện tượng tâm linh ở bên ngoài luôn rồi. Để cho thấy. Mà ảnh đi tội nghiệp lắm, nhiều lúc thấy mưa gió rồi ngoài đồng ngoài bãi của mình ên nữa. Rồi nhiều khi ảnh ngủ, rồi khi mình nghĩ là ảnh đi mình ên vậy thôi, về anh ngủ anh thấy vậy thôi. Mà khi ảnh cũng kể với nhau, nghe với nhau luôn. Trời, cái lúc mà ảnh đi anh gặp gì về anh kể cho chị nghe, chị cảm thấy sợ sệt và sợ. Phiền chồng mình không? Rồi phiền, em có phiền nó thôi đi, không mấy thôi đi, không mấy anh mặn được làm, không làm được thì thôi. Tại vì cái nghề của anh hồi đó giờ, rồi nhắm bề làm được làm được thì thôi đi. Chứ hồi đó tí em là ổng là người tu, em còn nói với chồng em là ông xã em là nói là nếu mà tía còn sống á là tía không cho em ưng anh đâu, không cho lấy anh đâu, tại vì tía ăn tương. Cái ngày sát sanh là sợ. Tía sợ lắm. Mà bây giờ anh cũng biết quay đầu này nọ, chứ anh thấy anh thương cái những loài con vật lắm. Quay đầu 100% luôn. Đó là thấy hiện tại thấy ngó thấy rõ luôn đó. Cái người mà đi chiên da về soi ếch, soi gắn soi này soi kia ban đêm á. Dạ. Là em cũng từng nghe kể là đến một thời điểm nào đó sẽ thấy một cái loại con ếch hay một cái con gì rất là to là bự. Để cho mình quay đầu mình đừng có làm nữa. Dạ. Vì là chị, chồng của chị vẫn gặp con ếch bự, ếch bà. Dạ. Anh gặp nhưng mà anh không có đâm, còn người ta gặp ta đâm à. Đâm cái đó còn tội nặng nữa à. Ta đâm nhưng mà ta có luôn. Hiện tại ta có luôn, sanh con để cái gan luôn. Trời ơi. Sanh con gan luôn. Cái đó em vẫn thấy. Dạ. Em thấy có một hai hoàn cảnh rồi đó. Là đó. Con cái ra tướng cá giống con ếch gan luôn, chị thấy rồi. Dạ em thấy luôn, tại gỡ chích á. Hoàn cảnh là chị biết ha. Bà chị thứ sáu em có chồng gì dưới đó, cái em có xuống dưới, cái em cũng nghe câu chuyện gì nè. Cái câu chuyện đó hồi đó ổng cũng đi đâm ếch á, mà ổng đâm ếch bự, gặp ếch bự bắt ổng đâm đem về, mà vô cuộc đâm rồi á thì về bỏ vô trong cái xuồng thì không phải con ếch. Rồi mà khi vợ ổng đang có chữa nữa, rồi có bả có bầu, có bả đẻ ra, đẻ gan vậy đó. Nhìn tay chân có khúc đó anh thấy đó là anh kể cơm nghe, nhưng mà kể gan cái hợp lệ của mình thì chồng con mình cũng đi sâu vậy đó. Là cái con đó ra là cũng tay chân cũng giống như con ếch vậy đó ha. Cũng gan, giống như có tật mà đi không được mà nhảy ha. Cái lúc đi được, cái lúc đi không cũng như vậy đó, cũng như là giờ mình dòm cái hình tượng là nó giống cái người đó, giống cái gì đó, tay chân có khúc vậy đó. Theo chị có liên, cái đó là có liên quan với nghiệp quả trả báo không? Thì nghiệp ta, thì em nghe mẹ hồi đó, mẹ còn sống mẹ cũng nói vậy đó, nói làm nghiệp nào thì hưởng nghiệp đấy vậy đó. Thành ra hồi đó em cũng sợ, hồi đó cũng sợ về chồng con mình, hồi đó có bầu bị ảnh cũng không có đi làm. Ảnh bỏ thời gian rồi ảnh cũng bỏ mà bỏ không được. Rồi khi mà ảnh ngủ anh thấy như vậy đó. Rồi con cũng lớn rồi, anh ra anh cũng dùng nguyện của anh giấy gì đó, là cho anh ước nguyện của anh vậy đó, cho anh bỏ giải nghệ luôn, đừng mà anh mặn cái chuyện khác,
để lo đời sống gia đình riêng anh, không có bằng cái chuyện ra mà để giải cái nghiệp của anh không còn cái sắc xanh nữa. Bây giờ anh còn thả cá thả đồ rồi những loại thuốc giật anh thương lắm. Dạ. Chị quá tốt đẹp cho của chị rồi. Dạ. Nói chung mà chuyển đầu quay đầu cho như vậy thì lúc nào mình cũng không có túng thiếu về gạo thóc ăn hay lại cái gì đâu. Dạ. Làm là cứ chắc cũng độ mạnh khỏe rồi thôi chị ơi. Tốt đẹp và đừng có lo sợ. Dạ, em cũng nhờ cũng anh cũng biết quay đầu cúng lại niệm Phật, cũng ăn chay niệm, cũng biết ăn chay. Còn em thì hồi đó giờ thì ăn chay thì em cũng ăn thường. Rồi em cũng cúng lại thì cũng thường, nhưng mà cũng nhờ vọng nguyện mình cúng niệm Phật á mà Phật độ. Cũng như mình không làm được, lúc mình không làm được, thất nghiệp không làm được thì cũng nhờ bà con ta giúp cho mình được cái đời sống của mình á. Ta cũng cung cấp gạo ta cho này nọ thì mình cũng có. Dạ. Chứ em cũng nhờ nhà của mẹ, chứ em cũng gia đình vợ chồng đó giờ cũng chưa có cái nhà riêng tư này đó giờ. Ở nhà này nhà của mẹ ha. Của mẹ. Dạ. Nói chung thì em cũng đi quay phim thì cũng có nhiều hoàn cảnh là cũng giống tương tự như hoàn cảnh của chị vậy đó. Nó có những cái câu chuyện liên quan về cái nghề nghiệp mà giết súc vật, súc sanh rất là nhiều. Cũng rất là hay và ly kỳ nhưng mà ít ai dám chia sẻ. Hôm nay chị đứng ra chị chia sẻ về một cái nghề nghiệp mà sát sanh. Và gặp những cái điều báo không lành mà để chuyển nghiệp. Rất là tốt đẹp. Chị nói lên đây em rất là cảm ơn chị. Để cho bà con cô bác nào nghe và nếu hiểu tin thì có thể người ta giảm bớt sát sanh. Để cho cái nghiệp mà mình vay trả nó sẽ nhẹ nhàng hơn nữa. Dạ, vậy em cảm ơn chị nha. Chúc chị và anh gia đình được dồi dào sức khỏe ạ. Dạ. Anh Thắng với ra những người mà bà con nào có coi được cái thêm cái clip này của anh để đưa lăng lên á mà có hiểu được câu nói của em thì có ai có cái sợ tội lỗi thì muốn cúng lại này nọ hay là biết niệm Phật thì cũng quay đầu lại để mà mình tưởng vào Phật, đem Phật vào tâm. Dạ, Phật trong tâm thì sẽ tốt ha chị. Dạ. Phật tại tâm thôi chứ cũng không ai độ mình đâu. Dạ. Mình sửa tâm sửa tánh tốt thì tự nhiên là sẽ tốt đẹp. Dạ. Rồi em cảm ơn chị ạ. Dạ. Rồi Cao Hớn mình xin tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn quý cô bác anh chị em đã theo dõi ạ. Dạ.